Chuông nhà thờ lại điểm 3 giờ chiều tại Switzerland, Thụy Sĩ, 8 giờ tối Việt Nam. Mình lên sóng hơi sớm một chút, chắc cũng chỉ nửa phút thôi, để cho các bạn cùng lên sóng này. Và kiểm tra giúp mình xem âm thanh nghe có rõ không à các bạn. Nên mình ngồi ở ngoài trời cho thư giãn và thoáng đãng, tranh thủ ngồi giữa thiên nhiên thì thường là mình cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn. Và có lẽ là cũng là một cái khung cảnh để cho các bạn tranh thủ ngắm cảnh trong quá trình lắng nghe livestream và trao đổi cùng với mình. Xin chào Tạ Bích Ngọc, Lê Mỹ Dung, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào livestream rất là đúng giờ cùng với mình. Bây giờ đang là 8 giờ tối Chủ nhật đúng không ạ? Thì hiện giờ mình đang ở Thụy Sĩ. Thì đây là một vùng núi ở phía nam Thụy Sĩ. Buổi livestream 2 tuần trước mình cũng vẫn đang ở cái làng Tobel này. Và buổi hôm nay thì trời nắng đẹp nên là mình ra ngoài. Đang ngồi ở giữa một cái cánh đồng hoa dandelion, các cái hoa vàng vàng này, là hoa bồ công anh. Một cái ngọn đồi nằm ngay trên cái làng nhỏ này thôi. Và phía xa kia là Swiss Alps, là dãy núi Alper ở vùng núi của Thụy Sĩ này. Chào các bạn, chào mọi người. Ngắm cảnh đẹp ha các bạn. Các bạn có nghe thấy tiếng dế kêu không? Dế hoặc là côn trùng hay gì đó. Và âm thanh nghe rõ không các bạn? Mình đã thấy là cũng đang có 26 bạn tham gia vào livestream rồi. Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu luôn chủ đề của ngày hôm nay ha. Còn một lát nữa thì các bạn vào sau thì chúng ta cứ tiếp tục. Và livestream thì thường là bao giờ mình cũng sẽ lưu lại ở trên Facebook page và mọi người có thể xem lại sau. Nếu như mà mọi người tham gia sau hoặc là có việc bận hay là gì đó thì vẫn có thể xem lại sau được. Thì buổi hôm nay chủ đề của chúng ta đó là tỉnh thức có phải là đích đến hay không. Và chúng ta cũng sẽ bàn luôn là tỉnh thức là gì và nó có phải đích đến hay không. Và rốt cục thì là chúng ta có cần phải tỉnh thức hay không, và có cần phải tiến hóa trên cái chặng đường như là trong cái bài viết hành trình tỉnh thức mà mình có giới thiệu đến các bạn, 5 giai đoạn tỉnh thức, thì chúng ta có cần phải tiến lên những cái giai đoạn tiếp theo hay là không. Thì xin chào Bi và Tạ Bích Ngọc. Chào mọi người. Trước khi mình đi vào nội dung mà mình muốn trao đổi và chia sẻ từ phía nhận thức và quan điểm của mình, thì mình rất muốn hỏi một câu tới các bạn đang theo dõi. Và nếu như có thể các bạn hãy comment trả lời để mình có thể có một cái hình dung tổng quát nữa. Đó là mọi người hiện giờ đang có một cái niềm tin và hiểu biết về việc định nghĩa về nhận thức, về tỉnh thức là gì đúng không ạ? Thì mình xin được hỏi câu hỏi đó là theo ý kiến hay quan điểm của các bạn, tỉnh thức là gì? Thì nếu như có thể các bạn hãy comment giùm mình ạ. Thì mình xin được tóm tắt một chút ngắn gọn về cái hành trình mà mình gọi là hành trình tỉnh thức của bản thân mình. Thì mình bắt đầu tìm kiếm con đường của mình từ độ năm 2012. Và mình bắt đầu gọi là vật vã đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó là xin phép các bạn mình tắt cái tiếng của điện thoại đi nhé. Mình bắt đầu tìm kiếm vật vã những câu hỏi như là mình là ai, cuộc sống này có ý nghĩa gì, sống trên đời để làm gì và kiếp người này đi đâu về đâu. Thì mình bắt đầu hỏi những câu hỏi đó từ năm 13 tuổi. Và hành trình tìm kiếm một cách nghiêm túc thì bắt đầu từ khoảng năm 2012. Và trong cái quá trình tìm kiếm này thì có rất nhiều lần mà mình cũng nghĩ rằng có lẽ là mình đã đạt đến một cái độ tỉnh thức rất là cao rồi, hoặc là mình đã hoàn toàn tỉnh thức rồi. Thì ví dụ như là cái thời gian mà mình quan tâm rất là nhiều đến kết nối với lại thế giới âm chẳng hạn. Mình nghe thấy những cái câu chuyện, những cái lời nói, những cái cuộc đối thoại với lại người âm chẳng hạn. Rồi những cái trải nghiệm mà nằm ngoài thế giới vật chất này là gì, ý thức thuần túy của vũ trụ là như thế nào, rồi vũ trụ được hình thành làm sao, linh hồn được hình thành làm sao, rồi
những điều mà ví dụ đạo Phật nhắc đến hay những sách tâm linh nhắc đến, thì mình cũng có một số cái trải nghiệm mà mình nghĩ rằng là khi mà mình trải nghiệm được những cái điều này, ví dụ như là linh hồn khi không nằm ở trong thể xác thì nó sẽ như thế nào, cái trải nghiệm đó như thế nào. Thế thì khi mà có những cái trải nghiệm kỳ lạ hoặc là những cái trải nghiệm hay ho này, thì có những lúc mà mình nghĩ rằng là đây là tỉnh thức, đây là có lẽ đây là cái đích đến của tâm linh, khi mà mình được trải nghiệm một số cái mà không nằm giới hạn trong thế giới vật chất này. Hoặc là mình cũng hiểu ra rất nhiều điều, mình hiểu ra được những cái chân lý mà Phật dạy, hay là những cái sách về tâm linh mà họ dạy về thiền, về năng lượng, về luân xa vân vân. Thì khi mà mình thực hành, khi mà mình trải nghiệm thì mình nghĩ rằng đây là cái đích đến. Và mình nghĩ rằng là có một vài cái trải nghiệm đó và nhận thức được những gì nằm ngoài thế giới vật chất có nghĩa là tỉnh thức. Tuy nhiên, sau một chặng đường cũng khá là dài, và sau những cái lần mà mình nghĩ rằng là mình đã tỉnh thức, hay là những cái trải nghiệm đã đưa mình đến một cái tầng nhận thức khác, một thế giới khác, thì mình nhận ra rằng mình vẫn không cảm thấy hạnh phúc và an yên hơn giữa cuộc đời này, với cái thân thể này, với những hoàn cảnh sống mà mình đang sống tại thế giới này. Và bởi vậy mình bắt đầu cũng băn khoăn rằng là thế thì tất cả những cái hiểu biết, những cái trải nghiệm, những cái điều cao siêu kỳ diệu về tâm linh, rốt cục nó giúp cho mình tỉnh thức và nhận thức được điều gì, mà tại sao trong cuộc sống hàng ngày mình vẫn cảm thấy quằn quại, vật vã, ức chế, bức xúc, buồn bực, căng thẳng, đau khổ, quằn quại. Những sự việc mà khiến cho mình đau khổ vẫn cứ đến. Vậy thì như vậy có thực sự là cái đích đến hay không? Có thực sự mình đã đạt được tỉnh thức, và tỉnh thức như vậy thì có phải là đích đến, và có phải là điều đảm bảo cho mình được hạnh phúc an yên trọn vẹn hay không? Thì bởi những câu hỏi đó, mình bắt đầu lại một hành trình mới. Đó là hành trình mà mình đặt ra một cái mục tiêu khác trong cuộc sống. Đó là tất cả những trải nghiệm về tâm linh, tất cả những trải nghiệm cao siêu kỳ vĩ ngoài thế giới vật chất ABC, rốt cục cái mà mình mong muốn sâu thẳm nhất đó là mình được sống an yên, trọn vẹn, hạnh phúc và có ý nghĩa trong giây phút thực tại của cuộc sống này, kiếp người này, với thân thể này, với những hoàn cảnh sống mà mình đang trải qua này. Và khi đó thì con đường bắt đầu có những sự thay đổi, có những sự biến chuyển. Và nhận thức của mình về cái gì gọi là tỉnh thức hay là con đường tỉnh thức cũng bắt đầu khác với trước đây. Thì mình không biết là những cái trải nghiệm mà mình vừa với kể lại tóm tắt đó, thì các bạn có tìm thấy một cái sự na ná, đồng điệu nào đó ở trong đó không ạ?